đáng hay là của lứa tuổi thiếu niên. Hai cháu hiện nay đang tập tại trường Đại học Thể thao Từ Sơn. Tùng Trang sẽ thưởng cho đội thắng là 500.000 đồng.
tục chuẩn bị. Hiện nay ở trai đàn là có anh Thanh Tùng đang thách đấu anh Phú rồi. Thì hai đội chuẩn bị. Rồi, hai đội chủ yếu thi đấu ở trong nước giới. Xin mời hai đội tạm biệt. Xin mời ở giải leo của hai đội nữ Nguyễn Thị Yến Nhi và Nguyễn Thị Thu Nguyệt tiếp tục quả phong mương. Vâng, xin cảm ơn anh chị cùng trang. Và quan nhân dân có phương tiện xe máy và ô tô ở ngoài vào mương nhanh chóng ra di chuyển ra để cho toàn bộ đội nước và con họ phục vụ lễ hội ạ. Xin mời các cô ở giải bèo lát có mặt tại chúng ta ngày hôm nay lên đăng ký để phá và vững chắc giải đấu. Hai ông nhìn đây. Vâng, lại tiếp tục là một kỹ thuật vòng rất là đẹp ạ. Hai đô và dũng cảm, chúng tôi xin công bố kết quả. Ở theo và vừa rồi, đô Tư Phương Huy mang đai đỏ thắng cuộc. Vâng, và xin hai đô đứng ở giữa thảm ạ. Xin mời trọng tài lên, đại diện cho ban tổ chức treo 1 triệu đồng cho đô thắng cuộc và 500 nghìn đồng cho đô thua cuộc. Và xin mời đại diện của hội đồng viên 1978 treo 1 giải bèo cho đô thắng cuộc. Vâng, xin toàn thể các bạn cho một tràng vỗ tay ạ. Đây là lèo của ban tổ chức. Vâng, xin cảm ơn. Kính lệ các cô nữ và chúng tôi xin mời các cháu.